Tổng thống Ukraine thông báo, nhà tài phiệt Viktor Medvedev, đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Putin, đã bị lực lượng hành pháp nước này bắt giữ. Trên tài khoản Telegram, ông Zelensky đăng một bức ảnh ông Medvedev bị còng tay. Tổng thống Ukraine đề xuất đổi ông Medvedev, lấy các tù binh Ukraine đang bị Nga bắt giữ. Ông Medvedev là lãnh đạo đảng đối lập lớn nhất tại Ukraine, một trong những đảng bị chính quyền Kiev đình chỉ hoạt động hồi tháng 3 năm 2022. Nhà tài phiệt này bị quản thúc tại gia nhưng trốn thoát 3 ngày, sau khi Nga đưa quân sang Ukraine vào ngày 24 tháng 2.